Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh yêu âm nhạc DHA của Hải Âu Music chúng mình. Các bạn thấy trên tay mình đang cầm một cái pedal. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng pedal trên cái đàn organ Goodman K350. Thật ra thì đối với các bạn mà hay chơi piano á, thì các bạn thấy cái pedal nó rất là quen thuộc. Nhưng mà các bạn nào mà chơi organ và chưa có sử dụng pedal á, thì nó sẽ là một cái rất là xa lạ. Thành ra mình sẽ làm một clip hướng dẫn mà kỹ nhất và nó liên quan tới tất cả các chức năng mà mình có thể tận dụng được từ cái pedal này trên cái đàn organ Goodman K350. Vì vậy các bạn nào mà đã biết rồi thì các bạn có thể thông cảm cho mình khúc đầu nha, mình nói hơi kỹ một chút. Các bạn thấy á, cái pedal thì nó sẽ có hai mặt như thế này, mình sẽ đưa cái mặt dặm dặm đường ở phía trên, cái mặt ngang nhám ở phía dưới, cái phần nhám này để cho cái pedal nó không có chạy. Cái pedal này thì bên mình đang bán với giá 100 ngàn, rất là rẻ. Các bạn cần các bạn hãy để cho mình cái địa chỉ liên hệ, mình sẽ gửi cái pedal này đến tay các bạn. Có rất là nhiều loại, có những loại mắc hơn nữa thì tùy các bạn. Mình thì mình sử dụng cái này thôi vì nó rẻ, nó gọn gàng. Chúng ta sẽ cắm cái đầu này vào cổng xuất tần phía sau đàn organ của mình cả 350. Đối với cái pedal á, thì thường thường chúng ta biết đến nó nhiều nhất và hay sử dụng nhất đó là chức năng vang tiếng. Khi mà chúng ta chưa dặn pedal thì tiếng đàn của chúng ta sẽ vang khi chúng ta đàn, còn chúng ta thả tay ra nó sẽ ngắt. Khi chúng ta dặn pedal nó sẽ vang mặc dù chúng ta đã nhấc tay ra rồi. Điều này là một cái chức năng rất là thú vị để chúng ta chơi piano. Mặc dù trong cái đàn organ Goodman K350, thậm chí đàn organ Goodman K150 cũng đã có chức năng xuất tần thay cho pedal. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta chơi xuất tần đó, nó sẽ vang đều. Còn khi chúng ta chơi pedal đó, thì nó sẽ vang một cách chủ động. Mình sẽ chơi một đoạn piano nha, không có pedal nè. Nó có cái gì đó nó hơi rời rạc, còn khi mình dùng pedal nó sẽ đầy đặn, nó sẽ vang và làm cho bản nhạc của mình nghe rất là mướt, nó hay hơn. Đó là chức năng đầu tiên, rất là dễ sử dụng, chỉ cần cắm pedal vào và các bạn lựa đoạn để các bạn dặn nhắc pedal là được. Bây giờ sẽ là những chức năng tuyệt vời, mặc dù ít sử dụng nhưng rất là lợi hại của pedal trong đàn organ Goodman K350. Các bạn sẽ vào phần xuất tần, ở phía dưới nó có nút function này, kết hợp nút shift, các bạn bấm vào, bấm rồi pedal xuất tần. Chức năng của pedal đang ở mặc định là chức năng vang, bây giờ mình sẽ cộng lên, nó sẽ là pedal shop. Pedal shop có nghĩa là chức năng mà khi chúng ta dặn pedal đó, thì cái tiếng đàn nó sẽ nhỏ hơn. Mình làm mẫu nha, để cho công bằng, để cho dễ nghe, mình sẽ tắt cái chức năng tút đi, cảm ứng phím đi. Bây giờ thì lực đàn lúc nào cũng như nhau. Đó, mình giảm vô này. Không giảm. Các bạn nghe nó nhỏ hơn. Chức năng này mình nghĩ chắc không sử dụng nhiều. Chức năng này thì đa số là nằm ở piano cơ thì nó rất là cần. Đang đàn mà mình thấy khúc đó mình muốn nhỏ lại liền thì mình giảm thôi. Còn đối với piano điện hoặc là đối với organ thì chức năng này nó không quá cần thiết. Nhưng mà mình vẫn giới thiệu. Rồi tiếp theo mình sẽ chuyển qua chế độ là pedal start stop, có nghĩa là bây giờ cái pedal của mình nó sẽ thay thế được chức năng mở tắt nhạc. Mình dặm một cái nó sẽ có nhạc này, mình dặm một cái nữa nó sẽ tắt. Chức năng này sẽ rất là thú vị khi mà các bạn đang chơi piano với tốc độ nhanh và đang trong thời gian mình đang chơi piano ấy, và các bạn muốn có nhạc vào một cách đột ngột. Mình làm mẫu nha, thì rất là hay. Ví dụ mình sẽ chơi một khúc của bài Trái tim bên lề. Khúc đầu mình sẽ chưa có nhạc và đang chơi piano, mình sẽ dặm một cái nó sẽ có nhạc. Xin lỗi các bạn, mình chưa mở lại cảm ứng phím, mở lại cảm ứng phím nha. Ok.
rất là thú vị đúng không ạ? Có nhạc, tắt nhạc. Rồi chức năng tiếp theo đó là các bạn chuyển lên, nó sẽ là chữ Bedan Memory, có nghĩa là cái Bedan các bạn bây giờ sẽ là đảm nhiệm cái chức năng chuyển tiếng. Các bạn lưu sẵn tiếng và khi các bạn dặm nó sẽ chuyển lần lượt từ M1, M2, M6. Khi hết tiếng M6 các bạn tiếp tục dặm nữa, nó sẽ chuyển ra cái bàn tiếng sau. Rất là lợi. Mình sẽ làm mẫu nha. Rồi, Bedan Memory. Và bây giờ mình sẽ chơi. Mình sẽ không đưa cái tay lên mình bấm chuyển tiếng này. Mình giả sử như là mình đang chơi những bài rất là nhanh, hoặc là các bạn nào mới tập chơi đàn á, khi cái kỹ thuật tay của các bạn chưa tốt á, mình chuyển tiếng không kịp thì mình nhập Bedan. Mình sẽ làm thử nha. Đầu tiên mình sẽ chơi tiếng 100. Trong thời gian chơi thì mình không có đưa tay lên để mình bấm chuyển tiếng, nhưng mà tiếng nó chuyển liên tục rất là khỏe. Các bạn thấy đó, cái Bedan nếu mà mình biết tận dụng trong cái đàn organ Quitman K350 thì nó rất là thú vị. Nó sẽ khiến các bạn trở thành những cái tay sát thủ keyboard đó. Các bạn có thể ngồi lên cây đàn và chơi những bài nhạc rất là khó, rất là phong phú. Mình sẽ tóm kết lại nha. Các bạn sẽ kết nối Bedan vào cổng Sutton và chức năng mặc định của nó là vang tiếng. Các bạn vào function và đưa tới cái chỗ mà có Bedan á, và các bạn sẽ cộng lên, mặc định là Sutton, cộng lên một cái là Bedan Soft làm tiếng nhỏ hơn, cộng lên một cái nữa là Bedan Start Stop để bật và tắt nhạc, cộng lên một cái nữa sẽ là Bedan chuyển tiếng. Có bốn chức năng này rất là thú vị. Vậy là cái video hôm nay mình đã truyền tải về cái kỹ thuật mình chơi Bedan hay cái đàn organ của mình K350. Nếu mà trong thời gian làm mình còn có điều gì đó chưa rõ ràng hoặc thiếu sót thì các bạn để lại cho mình cái ý kiến ở dưới phần bình luận, hoặc là liên hệ với mình trên số điện thoại màn hình. Mình sẽ giải đáp những thắc mắc này cho quý vị và mình sẽ cố gắng khắc phục những cái điều mà mình còn thiếu sót để các bạn có thể nắm rõ hơn. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình và yêu thích cái đàn organ của mình K350 này, các bạn sẵn sàng mua thì các bạn có thể liên hệ với mình. Mình sẽ gửi những cái đàn này trực tiếp đến tay quý vị. Đàn organ của mình K350 được bảo hành tới 24 tháng lận, một đổi một trong 30 ngày. Và sau thời gian bảo hành, các bạn có trục trặc gì về kỹ thuật, về đàn thì mình vẫn hỗ trợ các bạn. Các bạn rất là yên tâm khi chơi đàn organ của mình và khi mua hàng của mình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh Love Music DHA của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào.